lên sân khấu để trao giải. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, và phần thi tuyển bố buổi sáng hôm nay tại sân trung tâm văn hóa thể thao huyện Thanh Hà, đội Duyên Vàng đã rất xuất sắc với 20 cờ. Đội đoạt giải đặc biệt trong phần thi tuyển bố và đội đoạt giải nhất đó là đội Xanh Ra Trời với 19 cờ, và hát đội đoạt giải đó là đội Tư Đỏ của đội Thanh Hà. Xin được cảm ơn.